Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương, trong đó lực lượng cựu chiến binh có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy mà thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của hội viên về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới. Toàn thành phố hiện có 78 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác, 20 trang trại, 93 gia trại và hơn 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ, với tổng số gần 4.700 lao động. Phần lớn các mô hình về dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang đã được hình thành từ sớm trên đa dạng các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, các mô hình của cựu chiến binh đều được chọn điểm để lan tỏa phong trào nhân rộng sản xuất. Thực hiện công tác trọng tâm năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh từ trung ương đến địa phương cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cựu chiến binh Đà Nẵng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống thu nhập vùng nông thôn. Phải thay đổi cái phương thức từ sản xuất kinh doanh truyền thống sang một cái phương thức mới, đó chính là hệ sinh thái. Bắt đầu từ cái khâu liên kết sản xuất và trở thành hàng hóa, trao đổi hàng hóa và cuối cùng là đến người sử dụng. Bản chất của câu chuyện này chính là giảm thiểu cái chi phí đầu vào và tạo ra cái giá trị gia tăng cho người lao động. Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, cựu chiến binh còn là lực lượng đồng cốt trong vận động thực hiện các phong trào về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nông thôn mới thông minh. Hiện nay, gần 100% các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang đều có cựu chiến binh tham gia. 11 trên 11 xã có các công trình nông thôn mới do cựu chiến binh phát động xây dựng. Chúng tôi cũng mong muốn là chuyển đổi số tiếp tục được lan tỏa trong tất cả các đối tượng nhân dân. Và trước hết là trong cái lực lượng cựu chiến binh thành phố. Đây là cái niềm cảm hứng, cái động lực để cho lực lượng cựu chiến binh thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về sự lợi ích và sự cần thiết của chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Chúng ta cũng đều biết là chuyển đổi số không chỉ là vấn đề vận dụng và áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình xây dựng chính quyền cũng như là vận hành xã hội, mà nó quan trọng hơn nữa là cái nhận thức trong hành động của người dân. Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, thời gian tới các cấp hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, đặc biệt coi trọng việc phát triển và nhân rộng các điển hình trong tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực, chung sức cùng với các địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra.